Gà xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Đặc biệt là trong mùa dịch Covid nha. Chúc cô chú anh chị thật là bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ làm lại cái trang trại nha cả nhà. Mẹ cô gà đang quét dọn cho cái trang trại nó sạch sẽ nè. Quét dọn bụi đất đồ á, cho sạch. Như lại lông của mấy bé chó đồ á cả nhà. Ngày nào mình cũng phải quét dọn cho nó sạch sẽ hết. Nắng hôm nay là trời nắng mà hồi tối á, mưa quá trời luôn. Giờ nắng nè, nó chạy tung tăng nè. Đây là mấy cái giường của các bé nè. Bé My nó đang nằm, nó nằm giường á. Ê, cả nhà thấy các bé dễ thương chưa? Anh ba của gà đang đục cái nền nha cả nhà, để mình lót cái miếng gạch men vô á, cho nó sạch cái trang trại. Bây giờ mấy anh em của gà là nói chung là mình thấy cái gì mà không vừa mắt là mình làm thôi cả nhà, tại vì mình biết làm á nên là không có mướn thợ, mình tự làm hết nha. Đó, mới bỏ hai cái giường cho tụi nó kìa. Chiều nay á thì gà sẽ đi thành phố để mình mua mấy cái miếng lót á cho nó nằm cả nhà, miếng thảm cỏ đồ á cho nằm lên cái giường đó, là cái giường đó mình có thể nằm được ở trên và ở dưới luôn nha cả nhà nha. Đó, nó leo lên nó hử hử á, đánh dấu chủ quyền ở trước á. Mấy đứa này cả nhà, thì gà mới làm thêm hai cái cửa nữa cả nhà. Gà cho cả nhà xem nha. Đây, chỗ đây này cả nhà, đây hai cái cửa lùa. Cửa này là mình có thể kéo ra kéo vô nè, tại vì mình làm mấy cửa để nếu như mà mùa mưa á, hay là mưa gió. Bây giờ quán đang là trời mưa gió cả nhà, mình cho tụi nó vô nhà hết để mình đóng cái cửa lại, không có cho nó ra. Đây, quýnh á, quýnh á. Thì mấy anh em của gà tự làm hết á, chứ mà mình không có mướn người nào làm hết cả nhà. Đây, gà đóng ra đóng vô cho cả nhà xem nha. Đó, mình đóng lại là nó rất là chắc chắn luôn. Rồi giờ mình mở ra cho nó chạy ra, chạy vô nó chơi cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không cả nhà? Bên này nó vô nè, bên kia gà cũng làm một cái y chang vậy luôn cả nhà nha. Ơi, vô chơi á. Cả nhà coi con bé nữa nè, bé này là của con của cô Linh nè. Đây, hai đứa nha, đứa này nữa nè cả nhà. Chút ăn. Ai. Nó quậy quá mình chịu không nổi cả nhà. Buổi sáng á, nắng, hồi tối á, quê gà mưa nha cả nhà nha. Mưa, anh Hưởng bảo ở miền Trung á thì gà có tưởng là hết mưa, nhưng mà buổi tối mưa mà mưa không có lớn cả nhà. Không đủ ướt mấy đứa nó vô trong á, lạnh á, nó chạy vô trong, gà đóng cửa lại bên trong á, thì buổi tối nó vô trong thì nó hơi la cả nhà. Còn mà nếu như mà không có mưa á là nó ra ngoài nó chơi, nó không có la. Đó, nó ra nó tắm nắng nè, nó nằm. Nó thích tắm nắng lắm, chó nhà gà nó rất là thích tắm nắng luôn. Chơi kìa, cái con bé kia là cái con bé màu trắng, nó giống như con chó sói á cả nhà. Gà muốn nói với cả nhà mà hôm bữa á, đó bây giờ nó vô nó nằm á, nó nhát, nó hơi nhát nha cả nhà nha. Từ từ nó quen rồi gà tới, gà quay cho cả nhà xem nó rõ hơn. Thì nó nhát, mình đi tới là nó bỏ nó đi ra bờ kia, tội nghiệp nó lắm. Nó đi ra bờ đẩy á, bờ đó nó có nước cả nhà. Rồi vô đây giỡn nè, đứa nào quen rồi nó giỡn ghê lắm, còn đứa nào không quen á là nó có buồn. Hai đứa con của cô Linh này nó giỡn ghê không đó. Nó là sử dụng đầy đủ chất thuốc đầy đủ, nó ăn nó mau lớn đó nha, cái giống của nó nhanh lớn lắm. Nó nu mà nhìn nó ghiền luôn á. Nói chung là cả nhà mà ôm nó là cả nhà ghiền luôn á. Nó tròn, nó dễ thương lắm.
con này cứ heo gà không nè, đây 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 đây, đây giỡn kìa, giỡn cái nhà thấy giỡn kìa, đây coi nè cả nhà, coi nè, coi nó làm gì nè, đó 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 đó. Ai mà ăn hiếp cu ly là con lưu nó tới á, tới đánh á, nó không chờ đâu đó. Hiếp cu ly là nó đánh á. Đó, nó còn mà tới nó uống nước nè. Đây, tự nhiên tới cắn ta, vô duyên không? Đây, con bé kia nó nằm nó mới về cả nhà. Đây, thằng bé đây hôm bữa nó nhát lắm cả nhà ơi. Bây giờ nó hết nhát rồi. Khoan bia cho cái nè. Nằm bên chơi á. Con bé kìa nó sủa điếc tai. Và hôm bữa gà đem nó về, hai mẹ con nó về á. Trời ơi nó ốm lắm cả nhà ơi. Nó ốm mà nó loài xương mà người ta bán như là mổ luôn á. Ốm dữ lắm. Mà bữa nay nó tròn chị mập mạp chưa. Đó, nó ăn được á cả nhà. Bé này nó trồng nè, không trồng à, cục vàng ơi, cục vàng ơi, vàng dễ thương ơi. Thì... nhà xem là các bé đang chơi á. Cái hồ nước thì có nhiều cô chú anh chị nói gà là chó nhà gà ăn không có no. Đó. Thì cả nhà xem sáng sớm nè, sáng sớm tụi nó có đứa nào đói đâu. Cả nhà coi đi, mình cho nó ăn á là ăn vừa đủ thôi nha cả nhà nha, không có cho nó ăn bỏ mứa. Tại vì nếu như mà mình tập cho nó ăn cái thói quen mà nó dư cơm ra á, nó bỏ mứa á, là bữa sau mình cho nó ăn không có ngon miệng. Con người mình cũng vậy nữa, mà mình ăn mà mình bỏ mứa là bữa sau mình ăn không có ngon miệng đâu. Mình tập cho nó ăn vừa đủ thôi, nó ăn mà nó có sức để nó tăng động á, nó năng động, nó chạy, nó giỡn này kia á. Nè coi mặt nó nè, đó. Ăn rồi sáng nè, ăn hạt nè. Đứa nào nó nấy tròn vo, nói chung là đứa nào về nhà gà là tròn vo, còn mấy đứa mà nó ốm ốm á là nó mới được cứu từ lò mổ về nha cả nhà. Mới được cứu từ lò mổ về chỉ có 2-3 ngày hoặc là 1 tuần thôi. Nhưng mà từ từ nó quen á, nó quen nó sẽ ăn nhiều và nó mập. Cả nhà coi nó tròn nó dễ thương đúng không? Y như hột mít luôn á, mít lùi luôn á. Nó giỡn. Hai anh em nó chắc. Con bé đây em cũng đem mới về từ lò mổ này cả nhà. Tụi nó đang chơi đó. Nước đây rất là sạch nha cả nhà nha. Chó nhà gà uống được. Đó, rất là sạch nè, trong nè. Gà thay nước cho nó mới. Cả nhà coi bên trong nè, mấy anh của gà đang làm á. Đây là anh ba của gà nha, với lại Ngọc nè. Đó, thì mấy anh em của gà sẽ làm lại nha cả nhà nha. Sắp tới là mình còn chế tạo nhiều cái đó, nói chung là ví dụ như làm cây thông rồi nữa, cho các bé treo đèn rồi cả nhà, cho các bé chơi có đèn đồ cho nó đẹp đó cả nhà. Hôm nay là mình làm hồ vô đứng chơi kìa. Nó rất là rộng rãi nha cả nhà nha, không có chỗ mà chật đâu. Nó chạy nhảy, nó vui chơi thoải mái luôn. Thì hồi sáng gà mới cho nó ăn hạt xong á. Nó ăn hạt xong rồi buổi trưa mình cho nó ăn cơm. Chứ mình đợi cho nó tới trưa nó ăn cơm, nó đói. Mấy bé nhà gà mới ăn xong á cả nhà. Thì gà đang leo lên cái thành để quay cho cả nhà xem bên dưới á, cho nó rõ hơn á. Nó mới ăn cơm xong nó đi vệ sinh nè. Đó, ăn xong là mình đợi nó đi vệ sinh nha cả nhà. Khoảng nửa tiếng á là nó đi vệ sinh. Thường thường là những bé chó nhà gà là nó ăn xong là nó đi vệ sinh nè. Nửa tiếng sau là mình dọn hết luôn là nó sạch sẽ.
chứ nó đi lắc nhắc mình dọn nó mệt lắm đó. Cả nhà thấy các bé nhà gà coi dễ thương không, càng ngày nó càng đông lên rồi cả nhà, nó đi vô trong nữa đó. Bên trong cũng nhiều bé lắm nha. Thì hôm nay là gà có một món quà, có hai món quà chứ, hai món quà thì tí nữa gà sẽ nói cho cả nhà biết nha. Món quà mơ ước của gà luôn á. Cơm còn thừa cả nhà thấy gà bỏ trong cái thẩu không, cho bé ăn á, đứa nào đói nó ăn còn đứa nào nó no thì thôi. Này, đứng đây nè, bên kia trời rất là gió mát nha cả nhà nha, mát lắm nên là các bé ra chơi thoải mái luôn. Tí nữa gà lại xịt nước cái sân rồi, xịt nước mấy bé chó nó đi tiểu á, rồi nó đi vệ sinh nó dơ, mình xịt luôn, xịt trong vòng 5 phút là nó khô à, tại vì gió lắm, quê gà gió lắm, nó nhanh khô lắm. Tán ra chơi nè, bây giờ gà kêu coi tụi nó có ra không nha. Cái có đứa nó ngủ á cả nhà, ngủ nó nghe tiếng nó chạy ra. À, dễ thương chưa. Thì kế hoạch của gà sắp tới á, là gà sẽ làm lại cái công viên của mình nè, rồi gà sẽ mua một cái máy xay thức ăn á cả nhà, mình xay xương cá hoặc là xay xương gà, xay nhuyễn ra thành bột luôn nha cả nhà nha, bột giống như là bột em bé vậy á, mình xay cho các bé ăn cho nó có canxi với lại chắc xương nữa cả nhà, nó tốt cho sức khỏe. Gà sẽ chăm sóc cho các bé thật là tốt, đến khi nào mà các bé chó nhà gà đứa nào cũng mập ú to tròn khỏe mạnh thì gà mới nhận những bé chó khác về để gà nuôi. Gà sẽ đi cứu những bé chó khác, tại vì á mình cứu nhiều nhưng mà mình không nuôi nổi cho các bé có một cái cuộc sống tốt đẹp, khỏe mạnh mập mạp thì mình không cần phải cứu nữa đâu nha cả nhà nha. Mình cứu nhiều như vậy thì nó vô ích lắm, mình nhốt nó chật chội này kia thì chẳng thà để cho nó lang thang ngoài đường, nó chết nó cảm thấy vui vẻ hơn là nó bị nhốt vô trong tù để mà nó có một cái cuộc sống không tốt rồi đến khi nó chết đó cả nhà. Nó cũng giống như con người chúng ta vậy thôi, thì cũng như nhau vậy đó. Hiện tại bây giờ là gà cũng sắp xỉ cả 100 bé rồi, thì gà sẽ nuôi cho các bé mập ú tròn lên, mập mạp khỏe mạnh sạch sẽ, thì bắt đầu gà mới nhận từng bé về. Nếu như mà gà đi cứu về thì gà sẽ nhốt riêng và chăm sóc cho các bé, rồi cho các bé uống thuốc trị ve rồi đầy đủ hết. Khi nào các bé mập mạp rồi gà mới bỏ chung vô trong cái trang trại của gà, chứ gà không có để lộn xộn nữa, tại vì bây giờ mình cải thiện lại các bé chó càng ngày càng đông rồi cả nhà. Như vậy thì các bé mới có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì sắp tới luôn, trong tương lai thì gà sẽ làm thêm cái ngôi nhà nho nhỏ giống như nhỏ cái nhà bên kia, cả nhà thấy cái nhà bằng sắt bên kia không, ngay chỗ cái hồ á, thì gà sẽ làm cái nhà nhỏ hơn đó, chứ không phải là to như vậy đâu, nhỏ hơn đó chút xíu thì hoặc là cái nhà cỡ đó cũng được, thì gà sẽ làm sẽ để bỏ ra cái công viên của gà đó. Cái chỗ công viên của gà bây giờ đang nắng, nó đang rút nước cả nhà, với lại mình hút nước ra ngoài á đó, cả nhà thấy không, và đó thì gà sẽ bỏ thêm theo cái dọc cái hàng ranh giữa thì gà sẽ bỏ vài cái ngôi nhà vào đó để cho các bé chui vô đó chơi, đứa nào nó chơi vào đó thì nó chơi. Giờ nó ra vào đây, nó tấn công ra vào đây, nó nằm nó nghỉ mát nè. Con bé đây là nó đòi theo gà không à, nó thương gà lắm, nó thấy mình đứng ở trên cái thành á, nó theo nó ra nè. Thương chưa, kêu gà gió lắm cả nhà ơi, gà đang đứng ở trên đây mà gió quá trời luôn à. Mình đảm bảo với tất cả mọi người luôn và những cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương gà, thì gà sẽ chăm sóc cho con bé thật là tốt nha cả nhà nha, một cuộc sống thật là tốt luôn. Bây giờ em có gà ẵm một đứa mình thuần nó được nè cả nhà, đó, bỏ nó vô trong cái chuồng chó cái nha, bên lãnh thổ của chó cái, tại vì bé này là đưa từ lò mổ về, mình thuần bé thì mình bỏ qua nha cả nhà, chứ lại mình chăm sóc cho con bé thật là khỏe, khi nào mà nó khỏe mạnh thì mình nó bỏ qua, nó bu à. Ê, đi ra nào,
mẹ của gà sẽ mở cho em gà vô, nó bu quá mấy đứa cho cá nó kêu ui có lính mới, lính mới, nó kêu có lính mới rồi rồi đó, bỏ vô cho nó gia nhập băng mới nha cả nhà, từ từ nó quen nha cả nhà, nó tới nó ngửi ngửi á. Nói chung mấy bé nhà gà là đứa nào mình thùng nó là mình bỏ nó vô thôi, mấy đứa này cũng vậy thôi à, bỏ nó vô à. Cái này coi lỗ tai nó đẹp không? Này, này, này. Nhìn tướng nó bị nhon không á nhà, tướng đẹp luôn á, tướng nó chạy nhanh lắm á. Xin nó hửi à. Cái tai nó quịch quịch xuống dễ thương kìa. Đó. Đẹp chưa? Hôm bữa đưa từ lò mổ về nó ốm ròm luôn à. Người ta nhốt nó, người ta đâu có cho nó ăn đâu. Nó ốm ròm luôn. Bây giờ nó ăn, mình cho nó ăn thịt á. Nói chung là mình thúc cho nó ăn rau củ quả nè, thịt nè, cá nè, những cái đồ ngon để cho nó có một cái sức đề kháng mạnh cả nhà, với lại nó đủ dinh dưỡng nó mập lên. Nó đi ra, kéo nhau nó đi ra cả nhà. Cả nhà thấy gà làm hai cái cửa hai bên đẹp không cả nhà? Theo á. Nhì, nhì, nhì. Đây. Đông đông quá vui cả nhà ơi. Nhiều lúc á mình buồn á, mình ra mình ngồi mình nói chuyện với tụi nó, mình chơi, mình ôm tụi nó rồi mình giỡn, mình hung tụi nó rồi vui lắm. Không có buồn đâu. Không có sợ là thiếu bạn đâu nha. May, 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 may. May, may, may. Tới, tới miết hả? Miết hả? Miết hả? Ai? Mình cắn ai? Miết hả? Này, 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 này. Theo rồi. Mẹ con gà đang quét dọn nha. Quét dọn cho con bé. Hồi nãy mình lát mấy miếng gạch men á thì nó hơi bụi đất, mình dọn dẹp liền. Ngày mai là xi măng nó khô rồi bây giờ mình xịt rửa luôn cho chà rửa cho sạch sẽ. Bây giờ xi măng nó chưa khô á nên là mình quét dọn cho sạch để tối các bé có chỗ ngủ cả nhà. Nói chung á nhà mình mà chỉ cần có cát bụi thôi là mình thấy nó khó chịu rồi, phải dọn ngay. Cả nhà thấy lông bé không? Mướt rượt à. Đó, mướt rượt à. Mà dễ thương nè. Đây, bây giờ con chào cô chú anh chị ơi. Chào ông bà cô chú anh chị ơi. Đây. Đây, nếu như mà không có ông bà cô chú anh chị á là không, là con không có được về đây đâu nha. Nhiều khi là con chết ở trên núi luôn hả nha. Nha. Cả nhà có nhớ đây là ai không cả nhà? Con có biết cua là bốn đứa mà ở trên núi á, gà cứu về đó, nó không có đồ ăn, nó ốm ốm teo ốm tông á cả nhà. Bây giờ nó lớn rồi nè, nó lớn trầm mầm luôn rồi nè. Đây. Ta đây, ta đan ta đan ta đan ta đan. Ta đan. Cả nhà thấy nó dễ thương không cả nhà? Còn ba đứa nữa, nó chạy đi đâu chơi rồi? Thì con bé đen này nó cũng ra nó chơi với lại con khỉ. Bắt cái đít, bắt cái đít, cái đít, cái đít. Vậy rồi. Này. Dễ thương lắm. Thì hôm nay á là gà muốn gửi cái lời cảm ơn đến hai cô ở bên Mỹ đã gửi tặng cho gà là hai món quà. Thì gà cũng xin cảm ơn cô Lệ Nguyễn ở bên Mỹ. Thì có anh Duy ở bên kênh YouTube là Đời Và Tình Người á cả nhà. Thì anh Duy đã liên hệ với gà là nói cô Lệ Nguyễn ở bên Mỹ gửi tặng cho gà là $300. Thì gà cũng xin cảm ơn anh Duy đã làm cái cầu nối để cho cô gửi cho gà là $300. Thì gà cũng không biết nói gì hơn. Gà cảm ơn anh Duy rất là nhiều luôn. Chúc cho anh Duy thật là nhiều sức khỏe và may mắn phát triển sự nghiệp trong cuộc sống. Thì tiếp theo là gà muốn cảm ơn cô Lệ Nguyễn đã gửi cho con, đã gửi tặng cho con là $300. Con cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Con cũng không biết nói gì hơn. Chúc cho cô thật là may mắn và bình an trong cuộc sống, thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Và món quà thứ hai là gà xin gửi lời cảm ơn đến cô Kim Thoa ở bên Mỹ.
thì con cũng xin cảm ơn cô đã tặng cho con một cái máy xay cá, xay cá xay xương thịt đó, đó là cái ước mơ của con. Thì con ước mơ từ lâu rồi, hôm nay là con được nhận cái máy xay cá. Thì cô đã gửi tiền cho gà nhưng mà gà chưa có mua, là gà không biết là cái máy đó là bao nhiêu tiền. Thì hiện tại bây giờ là gà đang đặt cái máy đó về để mình mua về mình xay cá cả nhà, mình xay cá rồi xay thịt rồi xay xương gà rồi cho các bé ăn. Tại vì gà muốn xay cái xương cá, xương gà đồ á để cho các bé ăn, xay ra thành bột cả nhà, để cho các bé ăn có canxi như lại có chất ở trong cơ thể nó sẽ tốt hơn. Thì giờ sắp tới này á là gà bận rất là nhiều công việc, ví dụ như mình cải thiện lại công viên nè, mình làm tất cả mọi thứ. Thì cũng như gà cũng đã từng nói với cả nhà rồi, thì gà muốn chăm sóc tất cả những bé chó của gà có một cái cuộc sống tốt nhất, từ mà sổ dung cho tới chích ngừa, rồi mình làm hết cái công viên lại, rồi mình làm những cái ngôi nhà cho các bé, rồi gà sẽ bắt đầu tiếp tục cái công việc của mình là đi cứu những bé chó để mình đưa về nhà. Thì tất cả những bé chó nhà gà sắp xỉ được 100 bé rồi, thì gà muốn có một cái cuộc sống thật là tốt, không có chật chội nè, không có kiểu như là những bé chó không có ốm đau bệnh tật như thế nào. Gà muốn chăm sóc cho các bé đứa nào cũng tròn trịa dễ thương hết, mập mạp khỏe mạnh, thì lúc đó thì gà mới yên tâm được mình có một cái chỗ trống, một cái điểm tựa vững chắc để đưa những bé chó khác về để mình chăm sóc nha cả nhà nha. Nếu như mà mình đưa những bé chó khác về, mình cứ ngày nào mình cũng cứu về, nó nhiều quá, cái số lượng nhiều quá mình không có kiểm soát được. Cái thứ nhất là các bé sẽ bị bệnh tật, cái thứ hai là nó nhiều quá mình không có chuồng trại để mình chia cắt ra, mình nuôi nhiều quá thì mình không có chăm sóc kỹ bằng lúc mà mình nuôi số lượng nó vừa đủ. Thì bây giờ gà cố gắng làm khắc phục hết những cái lỗi. Cái lỗi quan trọng nhất của gà là cái công viên này nè. Cái công viên là gà phải đổ đất cho thật đầy vô, gà trồng cây. Thì sắp tới nữa gà sẽ làm một cái dàn mướp nữa cả nhà. Cái hàng rào á, cả nhà thấy cái hàng rào không? Cái hàng rào thì gà thiết kế là cái hàng rào. Nếu như mà không có cái hàng rào đó là gà thiết kế là gà xây cái tường lên luôn. Xây cái tường giống như cái tường bên này. Đó, cái tường cao như thế này nè cả nhà. Là bên hông này nè là nó có một cái tường, thì gà đổ bê tông hết rồi. Tại vì bụi quá cả nhà thông cảm nha. Bên hông này là có một cái tường, thì gà xây bít cái tường bên này luôn, là tại vì cái đất bên này không phải là đất nhà gà nha. Tại vì gà muốn xây bít cái tường bên này để cho nó cao lên á, là mấy bé chó của gà là không có nhìn thấy bên đó. Chứ lại gà làm thêm cái lưới bên trên nữa để mình kiểu như là mình muốn cho nó an toàn những bé chó cả nhà. Rồi gà sẽ đặt camera bên trong cái ngôi nhà của gà, với lại đặt ngay chỗ cái hồ nước á, là gà sẽ đặt camera ở đó để mình quan sát. Còn cái chỗ mà gà đang ngồi nói chuyện với cả nhà là nếu như gà có tiền, gà làm xong cái ngôi nhà để lại chắc cũng tầm khoảng 30-40 triệu nữa cả nhà. Thì gà sẽ gom góp để kiếm tiền, gà sẽ làm luôn cái nhà đây để mình ra đây mình ở. Mình giữ hết cái khu đất nhà mình, là mình thả chó ra cho nó chơi cả nhà. Ví dụ ở đây có người canh giữ, ở trong nhà cũng có người canh giữ luôn. Nếu như có chuyện gì thì mình kiểm soát nó dễ dàng hơn. Đó, thì gà nói lúc nãy á, là cái hàng rào nhà gà, thì gà sẽ trồng cây bầu nè, cây bí nè, cây mướp nè. Rồi mình sẽ làm một cái giàn để cho nó bò lên, nó bao quanh cái hàng rào lại cả nhà. Nó bao lại, cái thứ nhất là có trái cho các bé ăn nè, cái thứ hai nó mát mẻ nữa. Cái thứ ba là nó sẽ đẹp cái khu vườn và cái công viên của mình nữa cả nhà. Đó, sắp tới thì gà sẽ có những cái suy nghĩ mình làm cái này làm cái kia. Tại vì cả nhà biết tại sao không? Tại vì anh em của gà là ai cũng biết làm hết á, cái công việc của mình, ví dụ như làm hồ nè, hay là mình có thể hàn sắt hay làm cái này cái kia á, mình dễ hơn. Mình thích là mình làm thôi. Ví dụ như mình ý tưởng của mình ra cái đó, mình có tiền thì mình mua về vật liệu về mình tự mình làm, thì nó rẻ hơn là mình mướn công rất là nhiều. Ví dụ như mình mua vật liệu là 100 triệu. Cái tiền công nó đã tầm khoảng sắp xỉ là khoảng 70-80 triệu cả nhà, nó ngang gì đó. Nhưng mà anh em của gà mình bỏ cái công sức của mình ra mình làm thì nó sẽ tiết kiệm kinh phí rất là nhiều. Với lại theo cái ý muốn của mình nó đẹp nữa. Còn mình mướn công thợ về thì nó không có theo cái ý muốn của mình. Cũng có làm theo ý muốn của mình, nhưng mà có những cái mà người ta không làm nữa thì không theo ý muốn mình không biết làm thì nó lại không thích. Thì mình có cái tay nghề mình làm thì nó sẽ tốt hơn nha. Thì gà cũng không biết nói gì hơn nữa. Gà cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã
luôn dành thời gian báo xem video của gà và luôn luôn yêu mến gà trong thời gian qua. Gà cũng mong là sắp tới đây á là gà sẽ làm một cái công viên cho các bé thật là hoành tráng. Với lại gà cũng gửi cái lời cảm ơn và gửi lời xin lỗi đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi cho gà một cái số tiền mà để gà giúp đỡ cho những người nghèo á, những người nghèo khó khăn. Hiện tại bây giờ gà vẫn còn cái quỹ đó, nhưng mà tập video sau thì gà sẽ công bố cái quỹ từ thiện đó nha. Thì bữa giờ là gà chưa có thời gian để mình đi lên cái vùng núi cao đi giúp đỡ những cái người nghèo. Thì cô chú anh chị và các bạn có xem video này của gà thì thông cảm cho gà nha. Tình hình dịch bệnh Covid-19 á, với lại gà bận rộn công việc này kia, gà chưa có đi được, thì gà cũng mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho gà. Ít bữa nữa là dịch bệnh lắng xuống, không có còn mà nghiêm trọng nữa, thì gà sẽ đi lên những cái vùng núi đó để giúp đỡ những người nghèo. Và gà sẽ làm theo cái ước nguyện của cô chú anh chị đã gửi và gửi cho gà cái số tiền đó để gà giúp đỡ những người nghèo nha. Thì cô chú anh chị và các bạn xem video của gà thì cứ yên tâm nha, đừng có suy nghĩ là gà không có đi giúp đỡ người nghèo nữa, gà lấy cái số tiền đó gà xài nha. Thì đến khi nào mà gà rảnh rỗi thật sự, với lại công việc của gà á, là mình thuận tiện cái con đường để mình đi làm những cái điều mà cô chú anh chị đã gửi gắm cho gà, thì gà sẽ làm và gửi video gửi đến cô chú anh chị. Cái chuyện gì ra cái chuyện đó nha cả nhà nha. Bây giờ gà cũng tạm dừng video tại đây để gà sắp xếp một số công việc á. Gà đi mua những cái miếng lót á, miếng lót thảm cỏ cả nhà. Tại vì gà mới làm hai cái giường, thì mình mua cái miếng lót thảm cỏ bỏ lên cho các bé buổi tối á, thì các bé lên ngủ đó cho nó ấm áp rồi cả nhà. Gà tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn dành thời gian báo xem video của gà, và đừng quên giúp gà một like và đăng ký kênh, chia sẻ video, xem quảng cáo ủng hộ cho gà nha. Thì gà cũng có một cái kênh YouTube thứ hai, đó là kênh Đội Cứu Hộ Chó Mèo. Gà có ghim ở dưới bình luận á, thì cô chú anh chị nếu như xem video của gà mà có thể dành một chút thời gian quý báu qua kênh Đội Cứu Hộ Chó Mèo, để anh ba với lại anh hai của gà có một chút động lực theo gà để cứu những chú chó. Ví dụ như lúc trước gà đi một mình nè, thì bây giờ có anh hai anh ba thì giúp đỡ cho gà chở những bé chó dời. Khi mà thấy những người mà người ta buôn bán chó này kia đi ngang qua đường thì mình có thể mua lại cái số lượng chó 2 con 3 con 5 con. Nói chung là mình thấy là mình cứu về, hoặc là những chú chó lang thang ngoài đường, hay là những cái video, hay là những cái điều mà gà đi làm thiện nguyện cần sự giúp đỡ của anh hai anh ba, thì có thể anh hai anh ba sẽ giúp đỡ cho gà, công việc thì sẽ thuận tiện hơn. Thì gà cũng mong cô chú anh chị dành một chút xíu thời gian thôi, 10 giây hay là 20 giây gì thôi, qua kênh Đội Cứu Hộ Chó Mèo để ủng hộ cho anh hai với anh ba của gà một like và đăng ký kênh nha, để anh hai anh ba của gà có động lực làm nhiều video hay gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Và đừng quên xem quảng cáo ủng hộ cho gà luôn nha. Cái số tiền quảng cáo mà cô chú anh chị xem YouTube của gà thì gà sẽ lấy cái số tiền đó gà mua vaccine, chích thuốc cho các bé, phòng bệnh cho các bé nha cả nhà, như loại thuốc men này kia, rồi những cái điều mà những điều tốt đẹp nhất để dành cho các bé chó khi mà các bé chó cần nha cả nhà nha. Gà cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều luôn. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho gà nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye đi con. Bye bye. Con bé này nó đang bị bệnh cả nhà. Đang bị bệnh nên gà đưa nó ra để nó chơi cho nó đỡ buồn nè. Đỡ bệnh nè. Mới cho nó uống thuốc xong nè. Bye bye cả nhà nha.